Thưa quý vị, nhiều gói thầu của dự án cao tốc Long Thành bến Lức đang chậm tiến độ. Vì vậy mà Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh việc thi công để có thể hoàn thành toàn bộ đoạn phía Đông trong quý 4 năm 2024, đoạn phía Tây trong quý 1 năm 2025. Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), nhiều gói thầu đang bị chậm từ 61 đến 70% trong khi thời gian hoàn thành theo kế hoạch chỉ còn từ 1 đến 4 tháng có gói thầu chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu bộ giao thông vận tải đề nghị nhà tài trợ nghiên cứu xem xét sửa đổi quy định để nhà thầu việt nam có thể tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính hoặc nhà thầu độc lập thực hiện công việc thi công xây lắp một khó khăn nữa, toàn dự án đang thiếu khoảng 770.000 mét khối cát đắp nền, cần được bộ ngành hỗ trợ kịp thời để công tác thi công không bị gián đoạn. Với tầm quan trọng của dự án, việc sớm tháo gỡ vướng mắc chính là điều kiện để dự án này về đích đúng hẹn, tránh để xảy ra tình trạng mặt bằng, máy móc phơi nắng, dầm mưa, gây thiệt hại không nhỏ cho nguồn vốn ngân sách đã đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp trên địa bàn. Theo đó, tại 312 phường xã trên địa bàn tiến hành lễ công bố nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Quận 3 là một trong những đơn vị tổ chức điểm. Tối ngày 8 tháng 4, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức làm điểm việc công bố việc thành lập, chia tách, sắp nhập, đổi tên khu phố ấp tại địa bàn. Bà Nguyễn Thanh Xuân, bí thư quận ủy quận 3 cho biết, việc sắp xếp khu phố ấp sẽ tạo điều kiện khôi phục, duy trì, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, và tăng tính chuyên trách cho đội ngũ khu phố hoạt động. Vì vậy, đòi hỏi bộ máy địa phương phải sát dân, gần dân hơn. Với việc thực hiện nghị quyết này, tổng số khu phố tại quận 3 trước khi sắp xếp là 63 khu phố, sau khi sắp xếp có 112 khu phố, trong đó tổng số khu phố thành lập, chia tách, sắp nhập, đổi tên là 110 khu phố. Tổng số khu phố giữ nguyên không sắp xếp là hai khu phố, gồm khu phố 1 phường Võ Thị Sáu và khu phố 1 phường 13. Tại lễ công bố, quận cũng tổ chức tôn vinh, tri ân, khen thưởng cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Mới đây, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đại Kinh Úc đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo về AI và một số lĩnh vực khác. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với biên bản hợp tác này, hai bên thống nhất đẩy mạnh phát triển dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực AI và công nghệ thông tin, nhất là việc ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề lớn của các ngành y tế, nông nghiệp, quản lý hành chính công, xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Cùng nhau xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị đại học và quản lý công cho lãnh đạo, quản lý các trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp phối hợp đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ, gia tăng số lượng và quy mô chương trình trao đổi sinh viên, cung cấp cơ hội thực tập nghiên cứu tại Đại học Deakin cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển cơ chế thúc đẩy nhà khoa học của hai bên kết nối, cùng thực hiện các dự án nghiên cứu, đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.